Trong một ngôi nhà cổ kính, thoáng mùi ẩm mốc, ánh nắng chiều xuyên qua những tấm rèm vải dày, căn nhà của bà Nhàn trở nên im ắng đến ngột ngạt. Bà Nhàn, một người phụ nữ ngoài 60, khuôn mặt luôn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt sắc bén luôn biết cách nắm quyền kiểm soát gia đình mà không ai hay biết. Kể từ khi con dâu bà Hương bước chân về nhà này, không khí ngôi nhà thay đổi hẳn. Hương là một cô gái dịu dàng, hiền lành, nhưng với bà Nhàn, cô chỉ là một cái gai trong mắt buổi sáng đầu tiên sau khi cưới hương thức dậy từ rất sớm cố gắng làm tròn bổn phận của mình với tư cách là con dâu mới cô muốn gây ấn tượng với bà nhàn mẹ chồng cô bằng việc chuẩn bị bữa sáng tươm tất trong lòng hương hy vọng có thể gắn kết và xây dựng mối quan hệ tốt với bà khi cô đang thái giao bà nhàn xuất hiện từ phía sau cảm giác ánh mắt lạnh lùng của bà dõi theo từng cử chỉ của mình khiến hương không khỏi căng thẳng bà nhàn bước đến cạnh hương khoác lên một nụ cười mỏng con dâu mới làm sao biết được cách chăm sóc chồng mình đúng cách để mẹ dạy con." Giọng nói nhẹ nhàng của bà thoạt nghe như sự quan tâm nhưng ẩn sau đó là cảm giác chỉ trích. Hương dừng lại, đôi tay khẽ run lên. Cô biết mình chưa quen với các công việc trong bếp, nhưng sự can thiệp của mẹ chồng khiến cô cảm thấy như bị giám sát chặt chẽ. Cô mím môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Dạ, con sẽ cố gắng học hỏi thêm." Bà nhàn khẽ gật đầu. Nhưng thay vì động viên, bà nhẹ nhàng lấy dao từ tay Hương, chỉnh lại cách cô thái dao một cách có vẻ vô tình, nhưng thực chất là để khẳng định quyền lực của mình. Ánh mắt bà vẫn điềm tĩnh, nhưng chứa đầy ẩn ý. Thái dao thế này thì món ăn sẽ không ngon đâu. Con phải làm cẩn thận hơn, hại nhà mình thích món ăn phải tỉ mỉ, không thể qua loa được. Hương im lặng, tự thấy mình như một cô bé vụng về trước mặt bà. Cô nhìn mẹ chồng chỉnh từng động tác, như thể bà là người duy nhất biết cách làm đúng. Dù bà Nhàn không lớn tiếng, nhưng giọng điệu của bà mang theo một thông điệp ngầm, người nắm quyền trong ngôi nhà này là bà. Một quá khứ sâu xa đằng sau sự lạnh lùng. Sau bữa sáng, Hương nhận ra rằng mọi cố gắng của cô dường như không làm vừa lòng mẹ chồng. Dù cô đã cố gắng làm mọi thứ theo ý bà, bà Nhàn vẫn giữ thái độ xa cách và có phần khinh thường. Nhưng Hương không thể hiểu rõ lý do vì sao bà lại có thái độ như vậy, cho đến khi một hôm, bà dì ruột của Hải ghé thăm nhà cuộc trò chuyện giữa bà Nhàn và dì Ruột vô tình tiết lộ cho Hương những bí mật mà cô chưa bao giờ ngờ tới. Khi cả ba ngồi ở phòng khách, dì Ruột của Hải hỏi Han, cô thấy Hương thế nào? Cô bé cũng ngoan ngoãn, dễ thương mà. Bà Nhàn khẽ nhếch môi, giọng nói vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng pha chút mỉa mai. Ngoan ngoãn thì đúng rồi, nhưng con nhà này khác nhà kia, chỉ là không biết có thật lòng chăm lo cho Hải hay không thôi. Dì Ruột hơi bất ngờ. Thật sao? nhưng tôi thấy hương có vẻ thương hải lắm bà nhàn liếc qua hương đang dọn dẹp bếp từ xa ánh mắt bà thoáng qua chút lạnh lùng cái cô ấy muốn có lẽ không phải là chăm lo cho hải mà là tìm một chỗ dựa vững chắc gia đình hương không có gì đáng kể lấy được hải chẳng phải quá may mắn sao hương nghe những lời đó mà như sét đánh ngang tai cô lặng người cố kìm nén cảm xúc để không làm lộ ra nỗi đau đang dâng lên trong lòng thì ra mẹ chồng cô từ lâu đã có cái nhìn lệch lạc về cô à, bà nhàn không nhìn nhận hương như một người vợ xứng đáng cho hải mà chỉ thấy cô như một kẻ trục lợi lợi dụng gia thế của chồng để nâng đỡ bản thân sự hiểu lầm sâu sắc bà nhàn thể thoát khỏi những thành kiến từ quá khứ ngày trước bà cũng từng là một người phụ nữ xuất thân bình dân phải cố gắng rất nhiều để được gia đình chồng chấp nhận tuy nhiên Bà đã từng bị xem nhẹ, bị đánh giá thấp bởi mẹ chồng mình và những vết thương lòng từ thời điểm đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí bà. Bà không muốn con trai duy nhất của mình phải chịu cảnh tương tự. Trong mắt bà, Hương chỉ là một cô gái tầm thường, không xứng đáng với Hải, người mà bà đã nuôi dạy với tất cả tình yêu và hy sinh. Những nỗi đau trong quá khứ khiến bà nhàn trở nên cay đắng và hoài nghi. Và từ ngày đầu tiên Hương bước chân vào ngôi nhà này, bà đã quyết định sẽ không để cô dâu mới có được quyền lực trong gia đình. Mọi hành động của bà đều nhằm kiểm soát và giữ hại dưới tầm ảnh hưởng của mình. Dù bà không bao giờ nói thẳng, nhưng mỗi lời nói, mỗi hành động đều mang theo thông điệp. Hương là kẻ ngoài cuộc, và bà sẽ không bao giờ để cô chiếm lấy vị trí mà bà đã khó khăn mới có được. Buổi tối hôm đó, khi Hải về nhà, bà Nhàn lại tiếp tục chiến dịch thâm nhập vào cuộc sống của vợ chồng anh sau bữa tối bà ngồi cạnh hải vừa nhìn anh vừa thở dài con à mẹ thấy hương còn nhiều thứ cần phải học con đừng để cô ấy làm mọi việc một mình rồi kết quả chẳng ra gì hải ngẩng lên nhìn mẹ mẹ hương vẫn đang học hỏi cô ấy làm tốt mà bà nhàn lắc đầu giọng bà như thể hải không hiểu chuyện tốt hay không mẹ biết rõ hơn con đừng để tình cảm làm lu mờ lý trí phụ nữ có thể giỏi che đậy lắm những lời nói ấy dường như là để gieo rắc sự nghi ngờ trong lòng hải khiến anh không thể nào hoàn toàn tin tưởng vào hương và từ đó mối quan hệ giữa hương và bà nhàn ngày càng trở nên căng thẳng những hiểu lầm và mâu thuẫn dần dần leo thang tạo nên bức tường vô hình giữa họ nhưng tất cả đều âm thầm không ai chịu đối diện thẳng thắn hương đứng từ phía sau nghe những lời đó cảm giác như mình bị đẩy xa khỏi người đàn ông mà cô yêu thương trong lòng cô nỗi uất ức và cảm giác bị cô lập ngày càng lớn dần. nhưng với sự nhẫn nhịn cô tiếp tục giữ im lặng, bởi cô tin rằng chỉ cần mình cố gắng, một ngày nào đó bà nhàn sẽ hiểu cô. nhưng cô đâu biết sự im lặng này chỉ khiến mâu thuẫn thêm sâu sắc. thời gian trôi qua, ngôi nhà mà hương từng mong đợi sẽ là trốn an yên dần trở thành nơi cô cảm thấy ngột ngạt. bà nhàn mẹ chồng cô mỗi ngày đều có cách làm giảm giá trị của cô trước mặt hải. bà không trực tiếp chỉ trích. Nhưng từng lời nói, từng hành động của bà như những mũi kim ngầm đâm sâu vào lòng Hương. Một buổi sáng, khi Hương đang bận rộn dọn dẹp phòng khách, bà Nhàn ngồi xuống ghế, tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên bàn trà. "Hương à, con dọn dẹp thế này có vẻ không được kỹ lắm. Chỗ góc kia vẫn còn bụi." Hương dừng tay, nhìn theo hướng bà chỉ, thực sự chỉ là một ít bụi nhỏ mà cô lỡ bỏ qua, nhưng giọng điệu của mẹ chồng khiến cô cảm thấy mình như đang bị kiểm tra gắt gao. Cô cúi đầu, mím môi, dạ con sẽ lau lại ngay. bà nhàn khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh hiện rõ sự không hài lòng. làm dâu là phải cẩn thận, con chăm chút từng chi tiết thì gia đình mới yên ấm được. hải nhà mẹ thích sạch sẽ, con không muốn nó phải thấy nhà cửa bừa bộn chứ. hương gật đầu, tiếp tục công việc trong sự im lặng. nhưng trong lòng cô cảm giác bị dồn ép ngày càng rõ rệt, dù cô có cố gắng đến đâu, bà nhàn dường như luôn tìm được lỗi để chỉ trích cô. Mọi việc cô làm đều bị theo dõi và đánh giá, nhưng Hải dường như không nhận ra điều đó. Anh vẫn nghĩ rằng mẹ chỉ đang dạy bảo, hướng dẫn cô như một người dâu mới. Buổi tối hôm ấy, sau khi Hương dọn dẹp xong và Hải trở về từ công ty, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Trong bầu không khí tưởng chừng ấm cúng, bà Nhàn bắt đầu cuộc trò chuyện, khéo léo hướng sự chú ý của Hải về vợ anh. Con à, bà bắt đầu giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự sự chỉ trích ngầm. Mẹ thấy dạo này Hương có vẻ mệt mỏi lắm. Có khi nào cô ấy quá là việc nhà vì bận suy nghĩ chuyện gì khác không?" Hải hơi khựng lại quay sang nhìn Hương. Cô đang chăm chỉ gấp thức ăn cho cả nhà, không hề nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt chồng mình. Hương mỉm cười với anh, nhưng Hải chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. "Con thấy bình thường mà mẹ." anh đáp, nhưng giọng anh thiếu đi sự tự tin. "Hương làm tốt lắm, cô ấy chỉ hơi bận rộn vì công việc." Bà Nhàn khẽ cười, ánh mắt điềm nhiên nhìn thẳng vào con trai bận rộn cũng tốt. Nhưng con phải để ý, người phụ nữ mà không chu toàn cho gia đình thì có phải đang để tâm đến chuyện khác không? Mẹ thấy, dạo này Hương ít chăm sóc con hơn đây. Những lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng lại có sức công phá mạnh mẽ. Hải không nói gì thêm, nhưng từng câu từng chữ của mẹ như những hạt giống nghi ngờ từ từ nảy mầm trong tâm trí anh. Anh bắt đầu âm thầm quan sát Hương, tìm kiếm những dấu hiệu mà anh chưa từng để ý trước đây sự xa cách hương cảm nhận rõ sự thay đổi ở hải anh không còn trò chuyện thân mật với cô như trước những cái ôm nụ hôn cũng trở nên hơi hợt tối đó khi cô chuẩn bị đi ngủ hải vẫn ngồi ở bàn làm việc ánh mắt dán vào màn hình laptop nhưng tâm trí dường như đang nghĩ về điều gì đó xa xôi anh có gì muốn nói với em không hương nhẹ nhàng hỏi hy vọng hải sẽ mở lòng hải ngước lên ánh mắt anh thoáng chút ngại ngùng không chỉ là công việc hơi căng thẳng câu trả lời ngắn gọn khiến hương không khỏi buồn bã cô biết hải không phải là người dễ chia sẻ nhưng sự xa cách gần đây khiến cô lo lắng cô tiến đến bên cạnh anh đặt tay lên vai anh nếu có gì em có thể giúp được anh cứ nói với em nhé hải gật đầu nhưng ánh mắt anh vẫn không rời màn hình trong lòng hương cảm giác cô đơn dần lớn lên cô cảm nhận rõ rệt rằng có điều gì đó đang thay đổi nhưng cô không thể nắm bắt được nguồn gốc của nó cứ mỗi ngày hương lại đối diện với những lời nói bâng quơ nhưng đầy ẩn ý của bà nhàn bà không trực tiếp chỉ trích hương nhưng luôn tìm cách hạ thấp cô trước mặt hải một buổi chiều khi hương đang chuẩn bị bữa tối bà nhàn bước vào bếp bà nhìn một lượt các món ăn hương đang nấu rồi khẽ thở dài ngày trước mẹ nấu cho hải món này nó luôn khen ngon không biết hôm nay có được như vậy không Hương dừng lại, cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Cô biết bà Nhàn đang cố tình so sánh cô với hình ảnh người phụ nữ hoàn hảo mà bà luôn tự xây dựng trước mặt Hải. Cô mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh. "Con sẽ cố gắng nấu đúng khẩu vị của anh ấy." Bà Nhàn gật đầu, nhưng nụ cười trên môi bà mang theo sự mỉa mai. "Hy vọng là vậy. Hải không thích những món ăn lạ lẫm đâu." Câu nói của bà như một lời nhắc nhở rằng dù cô có làm gì đi nữa, cô sẽ không bao giờ đủ tốt trong mắt mẹ chồng. Hương cảm thấy mình như đang bị đẩy dần ra khỏi mối quan hệ với Hải. Mỗi ngày cô cố gắng để làm hài lòng mẹ chồng, nhưng mọi cố gắng đó chỉ càng làm cho bà nhàn thêm thù địch. Những lời nói của bà không bao giờ trực tiếp, nhưng đủ để khiến Hải bắt đầu nhìn Hương bằng ánh mắt khác. Một buổi tối, khi cả nhà đang ngồi ăn cơm, bà nhàn lại thả thêm một câu hỏi làm xáo trộn không khí yên ả. Dạo này mẹ thấy con với Hải ít nói chuyện với nhau quá, có phải công việc làm hai đứa xa cách không? Hương khựng lại, đôi đũa trên tay dừng giữa không trung, cố cố giữ bình tĩnh. Dạ, chắc tại dạo này bọn con bận rộn. Bà nhàn cười, giọng bà nhẹ như gió thoảng nhưng mang đầy hàm ý. Bận rộn cũng tốt nhưng đừng để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nhé. Vợ chồng mà không trò chuyện nhiều thì dễ xa cách lắm đấy. Hải ngồi đối diện không nói gì. Anh chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt dần đượm vẻ trầm tư. Những lời nói của mẹ anh như thêm củi vào ngọn lửa nghi ngờ đang âm ỉ cháy trong lòng. Hương không nói gì thêm nhưng lòng cô chịu nặng. Cô cảm thấy mình đang phải chiến đấu một cuộc chiến không lời với mẹ chồng và ngày càng mất dần người bạn đồng hành duy nhất mà cô có, Hải. Những hiểu lầm và mâu thuẫn giữa cô và bà nhàn không chỉ là những lời nói thông thường mà đã trở thành cuộc chiến tâm lý kéo dài, đẩy cô vào tình thế yếu thế mà không có cách nào thoát ra. Buổi tối hôm đó, bữa cơm gia đình tưởng chừng bình yên lại là sân khấu cho một màn kịch đầy toan tính của bà Nhàn. Khi cả nhà ngồi quay quần bên mâm cơm, bà Nhàn bỗng dưng khẽ xoa lưng, nhăn mặt rồi than thở: "Ôi, dạo này lưng mẹ đau quá, chắc tại già rồi, không còn đủ sức để làm việc nhà nữa." Câu nói của bà kéo theo một không khí trầm lắng. Hương đang chuẩn bị gấp miếng cá cho bà liền lo lắng đứng lên: "Mẹ, để con phụ mẹ, có việc gì cứ nói với con ạ." À? nhưng thay vì đón nhận sự giúp đỡ của con dâu bà nhàn chỉ khẽ xua tay giọng nói thoáng chút mệt mỏi như thể đang chịu đựng rất nhiều thôi con cứ ăn đi mẹ tự làm được mẹ cũng quen rồi không sao đâu mẹ đâu muốn phiền con đâu câu nói tưởng chừng vô tư nhưng lại ngầm mang theo ý trách móc hương đứng chững lại tay cô nắm chặt đôi đũa mà không biết phải xử lý thế nào cô đã cố gắng đề nghị giúp đỡ nhưng bà nhàn từ chối trong một cách thức khiến cô trở nên vô dụng. Như thể cô không đủ quan tâm hay hiểu ý mẹ chồng. Đôi mắt của Hải lặng lẽ hướng về phía Hương, chứa đựng một sự lạnh lùng mà cô không ngờ tới. Trong đầu Hải hiện lên suy nghĩ, vợ mình thở quá sao cô ấy không quan tâm đến mẹ. Sau bữa ăn, khi bà nhàn vừa rời khỏi bàn, Hải kéo Hương vào phòng khách. Giọng anh trầm nhưng rõ ràng như cố nén sự bực bội. Em thật sự không quan tâm đến mẹ anh sao, anh không nghĩ em lại thở như vậy. Hương đứng đối diện, sừng sốt trước lời trách móc của chồng. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao mọi việc cô làm lại bị hiểu lầm như vậy. Cô đã cố gắng rất nhiều để giữ hòa khí trong gia đình, để làm hài lòng mẹ chồng, nhưng dường như mọi nỗ lực của cô chỉ nhận về sự lạnh nhạt. Em, em không cố ý. Hương bối rối giải thích, giọng cô bắt đầu run. Em chỉ không muốn làm trái ý mẹ. Mẹ không muốn em giúp thì em không thể ép được hải khoanh tay trước ngực ánh mắt sắc lạnh không giấu được sự thất vọng nhưng em không thấy sao mẹ đã già rồi lưng mẹ đau mà em vẫn ngồi đó em có biết nhìn không nếu mẹ anh không nói thì em cũng không định đứng lên giúp à lời nói của hải như những mũi kim đâm sâu vào lòng tự trọng của hương cô cảm thấy mình như bị dồn vào một góc không lối thoát cô đã cố gắng nhưng giờ đây bất cứ điều gì cô làm dường như đều bị đánh giá là sai lầm Em không muốn làm mẹ khó xử." Hương khẽ nói, mắt cô rưng rưng, "Mẹ từ chối, em không biết phải làm sao. Em không muốn tranh cãi hay làm mẹ không vui." Hải thở dài, lắc đầu. "Em cứ như vậy thì mẹ sẽ nghĩ em không coi trọng bà ấy. Mẹ anh đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi anh khôn lớn, giờ bà đau ốm, em làm dâu mà không biết quan tâm đến mẹ thì sao có thể gọi là chu đáo?" Hương cắn chặt môi để không bật khóc. Cô cảm thấy mình hoàn toàn bất lực trước mọi cố gắng. Bà Nhàn không hề để cô có cơ hội chăm sóc nhưng lại khiến Hải nghĩ rằng cô vô tâm. Cảm giác oan ức trào dâng trong lòng nhưng Hương không biết làm thế nào để giải thích cho chồng hiểu. Màn kịch hoàn hảo của bà Nhàn Trong khi đó bà Nhàn lặng lẽ quan sát mọi diễn biến từ xa. Bà biết rằng từng câu từng chữ của mình trong bữa ăn đã khiến Hải nghi ngờ Hương. Từ những lần thủ thị trước đó, bà đã gieo vào đầu Hải rằng Hương không đủ chu đáo, không quan tâm đến gia đình, và giờ đây, bà chỉ cần đẩy nhẹ thêm một chút nữa, khiến mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng dạn nứt. Tối hôm đó, khi Hải đi làm về trễ, Hương ngồi một mình trong phòng khách, tay vẫn đang gấp quần áo. Bà nhàn bước vào, giọng nhẹ nhàng như người mẹ hiền từ. Con dâu à, mẹ biết con còn trẻ, chưa quen việc nhà. Nhưng mẹ muốn nhắc con điều này. Chăm sóc gia đình không chỉ là việc của một người vợ, mà còn là trách nhiệm của người mẹ nữa. Hương im lặng tay cô khẽ run lên khi nghe lời nói của mẹ chồng. bà tiếp tục giọng càng thêm nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự mỉa mai. mẹ biết con có nhiều điều phải lo nhưng đôi khi chỉ cần con để tâm một chút thôi là mọi thứ sẽ khác. Hương cố nén tiếng thở dài đáp lại trong sự nhẫn nhịn. dạ, con hiểu rồi ạ, con sẽ cố gắng hơn. nhưng dù cố gắng bao nhiêu, Hương cảm thấy sự căng thẳng giữa cô và bà nhàn ngày càng leo thang. mọi hành động của cô đều bị bà nhàn xoay chuyển theo cách bà muốn tạo nên hình ảnh một người con dâu vô tâm, ích kỷ trong mắt Hải. Và mỗi khi cô cố gắng giải thích, mọi lời nói của cô lại bị xem nhẹ, khiến Hải ngày càng xa cách hơn. Một buổi tối khác, khi Hải vừa về đến nhà, bà Nhàn lại bắt đầu màn diễn quen thuộc. Con trai, hôm nay mẹ đau quá, không thể nấu ăn. Hương nó có nấu gì cho con không? Hải nhìn quanh, thấy Hương đang ngồi trước bàn làm việc, mắt tập trung vào màn hình. Anh nhíu mày, bước đến gần cô. Em không chuẩn bị gì sao? Mẹ không khỏe, em không thấy sao hương quay lại bối rối trước ánh mắt lạnh lùng của chồng em em không biết mẹ đau nếu mẹ cần gì mẹ có thể nói với em nhưng hải không nghe thêm lời nào nữa anh bỏ đi trong lòng đầy sự bực tức và thất vọng mọi chuyện dường như đã vượt quá sức chịu đựng của hương cô đứng lặng lẽ trong góc phòng cảm giác như mình đang dần mất đi mọi thứ mà cô từng cố gắng xây dựng dù cô đã cố gắng hết mình hương vẫn không thể tìm được cách hòa hợp với mẹ chồng Mọi hành động của cô đều bị diễn giải sai và Hải ngày càng xa cách như thể anh đã hoàn toàn tin vào những gì bà nhà nói. Hương cảm thấy mình đang dần bị đẩy ra khỏi gia đình này, không còn chỗ đứng, không còn tiếng nói. Những cuộc chiến không lời giữa cô và mẹ chồng ngày càng căng thẳng và cô biết rằng nếu không tìm ra cách giải quyết, mối quan hệ giữa cô và Hải sẽ không thể cứu vãn. Từng giây phút trôi qua, Hương nhận ra rằng màn kịch của bà nhàn đã thành công một cách hoàn hảo, đẩy cô vào thế bị động và khiến cô mất đi tất cả niềm tin từ người mà cô yêu thương nhất. Khi Hương phát hiện mình mang thai, cô cảm thấy một niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Trong đầu cô hiện lên bao nhiêu hy vọng về một gia đình trọn vẹn, về một đứa trẻ có thể gắn kết lại mối quan hệ giữa cô và Hải. Hương háo hức chờ Hải về nhà để báo tin vui cô đã chuẩn bị bữa tối thật chu đáo với ánh nến lung linh và một bó hoa tươi đặt giữa bàn khi hải bước vào cửa hương không giấu được sự phấn khởi anh ơi em có tin vui cho anh đây hải nhìn hương với ánh mắt tò mò đôi lông mày khẽ nhơn lên tin gì thế nhìn em hạnh phúc như vậy chắc phải là chuyện quan trọng hương cười tươi tay cô khẽ đặt lên bụng em em có thai rồi anh ạ à. chúng ta sắp có con khoảnh khắc ấy cô hy vọng sẽ nhìn thấy niềm vui hiện lên trong mắt hải nhưng anh lại sững sờ thay vì nhảy lên hạnh phúc anh đứng lặng một chút rồi nói một cách hơi miễn cưỡng thật sao em chắc chứ sự phản ứng không như mong đợi của hải khiến niềm vui trong lòng hương chợt nguội đi nhưng cô vẫn cố gắng giữ nụ cười vâng em chắc mà chúng ta sẽ có con anh không vui sao hải khẽ mỉm cười nhưng nụ cười đó không trọn vẹn anh quay mặt đi lặng lẽ ngồi xuống ghế lúc này bà nhàn cũng bước vào phòng khách nghe loáng thoáng tin tức và lập tức lao đến bà ôm chầm lấy hải trước rồi quay sang hương với ánh mắt giỏ xét cái gì con có thai rồi sao hương gật đầu cố gắng mỉm cười nhưng ánh mắt bà nhàn lại thoáng lên một nét lo lắng trời ơi mang thai không phải chuyện đùa đâu con à mẹ phải nói thật là mẹ rất lo lắng cho con mang thai sinh con là cả một quá trình vất vả mà con thì con vẫn còn quá non nớt bà nhàn khẽ thở dài rồi tiếp tục con đã biết chăm sóc bản thân đâu giờ còn phải lo cho đứa trẻ nữa mẹ nghĩ có khi mẹ phải giúp đỡ nhiều hơn con không biết phải lo liệu thế nào đâu hương cứng người những lời nói của mẹ chồng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm hạnh phúc vừa chớm nở thay vì nhận được sự chúc mừng cô lại phải đối diện với sự chỉ trích ẩn sau lớp vỏ bọc quan tâm ánh mắt hải cũng thoáng chút ngại ngùng như thể anh đồng tình với lời mẹ nói dạ con sẽ cố gắng học hỏi và chăm sóc cho em bé con đã tìm hiểu nhiều lắm rồi mẹ, Hương nói, giọng khẽ run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Bà nhàn nhướng mày, tiếp tục đẩy cuộc đối thoại về phía mình. Tìm hiểu qua sách vở khác với thực tế lắm con ạ. À. Chăm sóc một đứa trẻ cần kinh nghiệm, mà mẹ lại lo là con chưa đủ khả năng. Hải à, con nghĩ sao? Có lẽ mẹ nên chăm sóc cháu bé từ đầu để con dâu khỏi vất vả. Hải im lặng một lúc rồi nói nhỏ, "Mẹ nói cũng có lý." Em cũng đừng quá lo lắng, để mẹ giúp là tốt nhất." Hương lặng người, cô không thể tin nổi những gì mình đang nghe. Bà Nhàn không chỉ muốn kiểm soát cô mà còn cả đứa con chưa chào đời. Sự chiếm hữu của bà không chỉ là với Hải mà giờ đây bà muốn bao trùm cả thế giới của đứa trẻ. Tối hôm đó, sau khi bà Nhàn rời khỏi phòng, Hương và Hải có một cuộc trò chuyện đầy căng thẳng. Hương không còn giữ được sự im lặng và nhẫn nhịn như trước. Cô đã đến giới hạn chịu đựng của mình anh thật sự nghĩ mẹ phải chăm sóc con của chúng ta sao hương hỏi đôi mắt đỏ hoe vì sự tổn thương hải thoáng chút ngập ngừng rồi đáp em biết đấy mẹ chỉ lo lắng thôi mẹ có kinh nghiệm và anh không muốn em vất vả anh chỉ nghĩ rằng có mẹ giúp sẽ tốt hơn hương cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên trong lòng cô không còn muốn giữ im lặng nữa đôi mắt cô rực lên sự quyết tâm em là mẹ của đứa bé này hải Em có quyền được chăm sóc con mình và em không muốn bị đẩy ra ngoài như một kẻ không liên quan. Em hiểu mẹ anh có kinh nghiệm nhưng điều đó không có nghĩa là em không đủ khả năng." Hải thoáng ngỡ ngàng trước sự mạnh mẽ đột ngột của Hương. Anh chưa từng thấy vợ mình bày tỏ cảm xúc mãnh liệt như thế trước đây, nhưng thay vì thấu hiểu, anh chỉ càng thêm bực bội. "À, em lúc nào cũng nhạy cảm quá. Mẹ chỉ muốn tốt cho gia đình. Em không thể hiểu được sao?" "Không, anh không hiểu đâu." Hương cắt lời, giọng cô run lên vì cảm xúc. "Từ lúc em bước chân vào nhà này, em luôn phải làm theo ý mẹ anh. Mẹ lúc nào cũng coi thường em, làm em cảm thấy mình không đủ tốt. Và bây giờ, khi em mang thai, mẹ lại muốn kiểm soát cả cuộc sống của em và con." Hải im lặng, nhưng ánh mắt anh vẫn chứa đựng sự khó chịu. Anh không hiểu được sự căng thẳng mà Hương đang trải qua, và điều đó càng khiến khoảng cách giữa hai người ngày một lớn hơn trong khi đó bà nhàn đã đạt được mục tiêu của mình bà biết rằng hải sẽ luôn đứng về phía mình và điều đó khiến bà càng thêm tự tin bà không chỉ muốn nắm giữ quyền kiểm soát với hải mà giờ đây còn muốn quyết định mọi thứ liên quan đến đứa cháu nội mỗi ngày bà lại tỏ ra quan tâm quá mức đến sức khỏe của hương nhưng thực chất là để khẳng định vị trí của mình trong gia đình hương à con nhớ ăn đủ chất dinh dưỡng nhé mẹ nghĩ con chưa biết cách chăm sóc tốt cho thai nhi đâu để mẹ nấu ăn cho con mỗi ngày. Bà nhàn nói một cách ngọt ngào nhưng ẩn sau đó là sự khinh thường. Hương ngồi đó không đáp lời chỉ cảm nhận sâu sắc rằng sự xung đột giữa cô và mẹ chồng sẽ không dừng lại. Sự chiếm hữu ích kỷ của bà nhàn không chỉ giới hạn trong mối quan hệ với Hải mà giờ đây còn mở rộng ra cả đứa con chưa chào đời của cô. Hương biết rằng nếu cô không tìm ra cách đấu tranh cô sẽ mất đi quyền làm mẹ và dần dần sẽ mất đi cả gia đình này căng thẳng đã đạt đến đỉnh điểm. Mối quan hệ giữa Hương và nhà không chỉ là sự tranh giành quyền lực, mà còn là cuộc chiến về ý chí, về tình yêu và sự kiểm soát. Và đứa trẻ chưa chào đời chính là sợi dây mà cả hai người phụ nữ này đều muốn nắm giữ. Hương đã chịu đựng quá lâu, sự ngột ngạt trong mối quan hệ với mẹ chồng, những ánh mắt nghi ngờ của Hải và cả áp lực khi mang thai đã đẩy cô đến giới hạn. Cô không thể tiếp tục sống trong một ngôi nhà mà bản thân cảm thấy mình không thuộc về. Đêm đó, khi bà nhà đã đi ngủ, Hương quyết định thẳng thắn đối mặt với Hải. Cô cần câu trả lời, cần sự giải thoát. Hải vừa tắm xong bước vào phòng với dáng vẻ mệt mỏi. Anh ngồi xuống giường, định cầm điện thoại lên, nhưng Hương đã ngồi đối diện, ánh mắt cô nghiêm túc và đầy quyết tâm. "Hải, chúng ta cần nói chuyện." Hải ngẩng đầu lên, ngạc nhiên trước giọng điệu cứng rắn của Hương. Có chuyện gì thế em? Anh hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đã cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Hương không đợi lâu, cô nhìn thẳng vào mắt Hải, giọng nói khẽ run nhưng đầy cảm xúc. Anh có biết rằng mẹ đã khiến em cảm thấy mình không còn chỗ đứng trong ngôi nhà này không? Hải thoáng sững sờ. Anh không ngờ Hương sẽ nói thẳng như vậy. Anh chưa từng nghĩ rằng giữa mẹ và vợ lại có sự căng thẳng lớn đến thế. Em nói gì vậy Hương? mẹ lúc nào cũng chỉ muốn tốt cho em tốt cho gia đình mình hương lắc đầu đôi mắt cô đong đầy sự tổn thương sự mệt mỏi dồn nén qua nhiều tháng không anh không hiểu từ ngày em bước vào ngôi nhà này em đã luôn cố gắng làm tròn bổn phận em muốn trở thành một người vợ tốt một người con dâu hiếu thảo nhưng mẹ anh mẹ không bao giờ để em làm điều đó hải im lặng nhìn hương với ánh mắt bất định anh không biết phải trả lời thế nào trong lòng anh luôn có niềm tin vào mẹ rằng bà chỉ muốn điều tốt nhất cho gia đình nhưng giờ đây nghe những lời từ vợ mình anh cảm thấy bối rối anh không biết nữa hương mẹ chỉ muốn tốt cho chúng ta hải nói giọng anh mệt mỏi và đầy phân vân nhưng hương không còn có thể kiềm chế nữa cô đã đến lúc phải nói hết những gì cô cảm thấy những tổn thương mà cô đã chịu đựng trong suốt thời gian qua anh có chắc rằng đó là điều mẹ muốn hay bà chỉ muốn giữ anh mãi mãi trong vòng tay bà không để ai khác có thể đến gần anh lời nói của hương vang lên trong không gian nhỏ bé của căn phòng như một cú đánh mạnh vào tâm trí hải cô nhìn anh đôi mắt đầy thất vọng và tuyệt vọng như thể nếu hải không nhận ra điều gì đó ngay bây giờ cô sẽ không còn gì để bám víu em đã cố gắng hải em đã cố làm mọi thứ theo cách của mẹ nhưng dường như không gì là đủ mẹ không để em có quyền quyết định trong cuộc sống của mình thậm chí bây giờ khi em mang thai bà cũng muốn kiểm soát mọi thứ đây không phải là cuộc sống mà em mong muốn hải nhìn sâu vào mắt hương nhưng anh không nói gì có lẽ đây là lần đầu tiên anh thực sự nhận ra sự tổn thương của vợ mình những câu chuyện mà mẹ anh thường kể với anh về hương những lần bà phàn nàn về sự vụng về và thiếu trách nhiệm của vợ bỗng nhiên không còn rõ ràng nữa thay vào đó anh bắt đầu nhận thấy một điều khác mẹ anh đã chi phối cuộc sống của họ nhiều hơn anh tưởng anh anh không biết phải làm sao hải thở dài mẹ từ trước đến giờ luôn chăm lo cho gia đình và anh anh đã quen với việc dựa vào mẹ hương không kìm được nữa cô bước lại gần anh đôi tay cô run lên khi nắm lấy tay hải nhưng anh phải nhận ra điều gì đó hải đây không chỉ là cuộc sống của mẹ đây là cuộc sống của chúng ta là cuộc sống của con chúng ta em không thể tiếp tục sống trong bóng tối của mẹ anh mãi em cần anh cần sự ủng hộ của anh nếu anh không đứng về phía em, thì gia đình này sẽ không thể tồn tại được. Hải cúi đầu. Những lời của Hương như chạm vào phần sâu nhất trong trái tim anh. Anh hiểu rằng mình đã làm ngơ trước những dấu hiệu căng thẳng trong gia đình quá lâu. Hải khẽ siết chặt tay vợ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh cảm thấy một sự thôi thúc phải bảo vệ cô khỏi sự áp đặt vô hình từ mẹ mình. Anh xin lỗi Hương. Anh không nhận ra mọi chuyện lại tệ đến vậy. Nhưng anh hứa anh sẽ thay đổi. Anh sẽ nói chuyện với mẹ để mọi chuyện không còn tiếp diễn như thế này nữa. Hương nhìn Hải, trong đôi mắt cô thoáng lên một tia hy vọng. Lần đầu tiên cô cảm thấy Hải thực sự lắng nghe và hiểu mình. Cuộc đối thoại với bà Nhàn. Ngày hôm sau, Hải quyết định ngồi xuống nói chuyện với mẹ mình. Đây là cuộc đối thoại mà anh biết sẽ khó khăn, nhưng nó cần phải diễn ra. Bà Nhàn ngồi trên ghế sofa, đôi mắt bà chăm chú nhìn con trai, như thể bà đã biết trước điều gì sắp xảy ra. Mẹ con muốn nói chuyện về Hương. Hải mở lời, giọng anh đầy nghiêm túc. Bà Nhàn hơi ngả người về sau, nụ cười nhẹ thoáng qua đôi môi. Có chuyện gì sao? Hương lại phàn nàn gì với con à? Hải lắc đầu. Không phải chuyện phàn nàn mẹ à. Con chỉ muốn mẹ hiểu rằng Hương là vợ con và cô ấy cũng cần có tiếng nói trong gia đình này. Bà Nhàn hơi cau mày, đôi mắt bà thoáng lên vẻ không hài lòng. Con trai à, mẹ chỉ muốn tốt cho gia đình, mẹ đã lo cho con bao nhiêu năm qua chẳng lẽ con lại nghĩ mẹ làm điều gì sai sao không phải vậy mẹ con biết mẹ chỉ muốn tốt cho con nhưng đôi khi điều đó uh, hương cảm thấy mình bị gạt ra ngoài cô ấy cảm thấy bị áp lực và con nghĩ chúng ta cần để hương có nhiều không gian hơn nhất là khi cô ấy đang mang thai bà nhàn ngồi lặng im ánh mắt bà dần trở nên cứng rắn con đang nói gì vậy hương làm sao có thể chăm sóc tốt cho con của con mẹ chỉ muốn giúp đỡ thôi nhưng mẹ ạ, à, ở à, đây là con của chúng con và Hương có quyền làm mẹ. Con muốn mẹ tôn trọng cô ấy như một phần của gia đình. Con không muốn giữa mẹ và Hương có khoảng cách nữa. Sự căng thẳng trong căn phòng trở nên nặng nề, nhưng lần này Hải không còn do dự. Anh biết mình cần phải bảo vệ gia đình nhỏ của mình, và anh đã sẵn sàng đối mặt với điều đó. Sự chuyển biến Dù bà Nhàn không hoàn toàn đồng ý ngay lập tức, nhưng cuộc đối thoại này đã khiến bà suy nghĩ lại bà nhàn dần nhận ra rằng việc kiểm soát mọi thứ không phải là cách giữ được tình yêu thương của con trai những ngày sau mối quan hệ giữa hương và bà nhàn có sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt bà bắt đầu thả lỏng hơn không còn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của vợ chồng hương hải cũng thay đổi anh quan tâm và lắng nghe hương nhiều hơn bảo vệ cô trước những áp lực không đáng có từ mẹ mình gia đình họ dù chưa hoàn toàn hạnh phúc nhưng đã tìm được một bước tiến quan trọng trong việc hàn gắn mối quan hệ cuộc đối thoại quyết định này không chỉ thay đổi cuộc sống của hương mà còn giúp hải nhận ra vai trò của mình trong gia đình rằng anh phải là người kết nối chứ không phải người đứng ngoài sáng hôm ấy không khí trong nhà có phần nặng nề hương thức dậy với đôi mắt mệt mỏi sau nhiều đêm không ngủ yên cô bước ra khỏi phòng nhưng trước khi kịp làm gì bà nhàn đã ngồi đó ngay cạnh giường với ánh mắt thăm dò. Trên khuôn mặt bà là nụ cười mơ hồ, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự tính toán. Con không khỏe sao? Mặt mũi nhợt nhạt thế này. Chăm con nhỏ không phải là chuyện dễ dàng. Để mẹ lo việc nhà cho, con nên nghỉ ngơi nhiều hơn để chăm đứa bé, bà nhà nói. Giọng dịu dàng nhưng như đang ra lệnh ngầm. Hương ngồi xuống giường, cố giữ bình tĩnh trước tình huống đầy áp lực này. Cô mỉm cười nhạt. Dạ, con cảm ơn mẹ, con vẫn khỏe, con có thể lo được mọi việc trong nhà, mẹ không cần phải bận tâm đâu. Bà nhàn nheo mắt vẻ thăm dò hiện rõ, lời nói của Hương không vừa tai bà nhưng bà không dễ dàng bị đánh bại. Hương à, bà tiếp tục, giọng đều đều, mẹ biết con lo lắng cho gia đình nhưng là mẹ rồi con phải biết rằng chăm lo cho sức khỏe bản thân cũng quan trọng. Để mẹ giúp, dù sao mẹ đã lo cho Hải từ khi nó còn nhỏ, mẹ biết cách chăm lo cho nó và đứa cháu của mẹ. Những lời nói đó như nhát dao cắt vào lòng hương. Sự chiếm hữu trong giọng nói của bà Nhàn không hề ẩn giấu. Nó ngâm khẳng định bà mới là người có quyền trong ngôi nhà này, rằng Hương chỉ là người ngoài, luôn bị đánh giá thấp. Sự gượng gạo trong lời cảm ơn của Hương không thoát khỏi mắt bà Nhàn. Hương nhận thấy sự thống trị của bà mẹ chồng, khẽ cười và đáp lời. Con hiểu rồi, mẹ. Nhưng con nghĩ đã đến lúc con cần học cách tự chăm lo cho gia đình mình, Câu trả lời khiến bà nhàn không thoải mái bà nhìn hương vẻ mặt thờ ơ nhưng đôi mắt thì lấp lánh sự lạnh lùng bà đứng dậy đi ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào để lại hương với cảm giác khó chịu không thể giải tỏa tối hôm đó khi hải trở về nhà anh cảm thấy có gì đó không ổn hương lặng lẽ ngồi trong phòng khách không giống như mọi khi cô sẽ ra đón anh với nụ cười nhẹ nhàng có chuyện gì sao em hải hỏi giọng lo lắng hương nhìn anh ánh mắt chất chứa nỗi buồn và sự thất vọng anh có bao giờ thấy mẹ đang cố kiểm soát mọi thứ không cô hỏi không vòng vò hải nhíu mày không hiểu câu hỏi của vợ mình ý em là sao hương đứng dậy tiến gần đến hải giọng cô trở nên nghiêm túc hơn anh có nhận thấy không mẹ không bao giờ để em làm bất cứ việc gì mà không có sự can thiệp của bà em không được quyết định gì trong ngôi nhà này ngay cả chuyện chăm sóc anh và con cũng vậy hải thở dài không muốn làm lớn chuyện mẹ chỉ lo lắng cho em thôi mà em đừng nghĩ quá nhiều hương cắn môi đôi mắt ươn ướt, ướt anh không thấy rõ mọi chuyện đây không chỉ là sự lo lắng mà là sự kiểm soát sự chiếm hữu em đang dần mất đi sự tự do trong cuộc sống của mình ngay trong chính ngôi nhà này hải vẫn im lặng không biết phải trả lời thế nào anh luôn tin tưởng mẹ nhưng lời của hương khiến anh bối rối trong lòng hải bắt đầu nhận ra sự đối lập giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận điều đó anh cần thời gian để suy nghĩ hương anh không muốn làm mẹ buồn nhưng anh cũng không muốn em phải khổ để anh suy nghĩ thêm câu nói của hải như gáo nước lạnh dội vào lòng hương cô đã mong đợi nhiều hơn nhưng sự lưỡng lự của anh chỉ càng làm rõ ràng rằng anh vẫn chưa đứng về phía cô hương khẽ thở dài lặng lẽ bước ra khỏi phòng để lại hải một mình trong dòng suy nghĩ mông lung cuộc đối đầu không lời giữa hương và bà nhàn vẫn tiếp tục diễn ra trong những tình huống hàng ngày trong những ánh mắt dò xét trong những lời nói ngọt ngào nhưng đầy toan tính nhưng lần này hương biết rằng cô không thể yếu đuối thêm nữa cô phải đấu tranh không chỉ để giữ lấy hạnh phúc gia đình mà còn để bảo vệ chính bản thân mình khỏi sự dối trá ngầm của bà mẹ chồng hương ngồi im lặng giữa đám đông họ hàng trong một buổi học gia đình không khí ồn ào của những cuộc trò chuyện rôm rả như xô đẩy cảm giác cô độc trong lòng cô những ánh mắt giò xét len lỏi từ mọi phía khiến cô cảm thấy như mình đang ngồi giữa một phiên tòa vô hình những nụ cười xã giao của họ chỉ che đậy những lời chỉ trích âm thầm đang lan truyền từ góc này sang góc khác cô ngồi cạnh hải cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tâm trí không ngừng xáo trộn rồi bỗng một giọng nói từ phía sau vang lên, rõ ràng nhưng đủ thấp để người khác khó nghe thấy, chỉ đủ để cô cảm nhận. Con hương dạo này có vẻ được hải chiều chuộng quá, nhưng trông nó cứ như không biết làm tròn bổn phận ấy nhỉ. Một tiếng cười khúc khích từ người phụ nữ ngồi kế bên vang lên. Phải đấy, nó không khôn khéo như bà Nhàn. Bà Nhàn thì khéo léo, còn con dâu thì chẳng biết lo toan gì. Khéo mà lơ là thì chồng mình rơi vào tay người khác thôi. Những lời đó như từng mũi dao đâm thẳng vào lòng hương. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô liếc nhìn quanh nhưng không ai đối diện với cô. Như thể tất cả chỉ là sự tưởng tượng. Tuy nhiên, cô biết đó là thật. Vì chính giọng điệu chua cay ấy đã nói lên tất cả. Sự ganh ghét, sự đố kỵ và sự chối bỏ thầm lặng từ những người phụ nữ xung quanh. Sau buổi họp mặt, khi cả hai vợ chồng trở về nhà, Hương cố nén cảm xúc bùng nổ trong lòng, nhưng cuối cùng cô không thể giữ im lặng nữa khi hải vừa bước vào phòng khách cô kéo tay anh lại anh có biết mọi người nói gì về em không hương hỏi giọng đầy uất ức hải nhìn cô vẻ bối rối nói gì sao em lại nghĩ quá lên rồi họ đâu có ý gì xấu ý xấu anh có thực sự nghe thấy những gì họ nói không hương gần như hét lên họ xem em như kẻ thừa một người vợ không làm tròn bổn phận cả mẹ anh cũng làm sao em có thể sống trong ngôi nhà này khi mọi người đều ganh ghét và đố kỵ với em như vậy Thái lắc đầu, thở dài. Em nhạy cảm quá rồi, mọi người chỉ đang đùa thôi, đừng để tâm. Đùa ư? Hương bật cười trong nỗi cay đắng. Đó không phải là đùa, đó là sự khinh thường, sự xem nhẹ. Anh không thấy được vì anh không phải là người phải đối mặt với nó mỗi ngày. Những ngày sau đó, Hương càng nhận rõ sự cô lập từ những người phụ nữ xung quanh. Mỗi lần có dịp họp mặt, những lời bóng gió lại được tuôn ra. Không một ai thực sự nói thẳng điều gì nhưng những ánh mắt, những câu chuyện thầm thì phía sau lưng cô đủ để khiến Hương, Hương cảm thấy mình bị gạt ra khỏi vòng xoay cuộc sống của gia đình chồng. Một buổi chiều, Hương đến nhà chị họ của Hải, bà Liên, theo lời mời. Ban đầu cô hy vọng có thể trò chuyện thân tình hơn để hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra, nhưng không ngờ lại rơi vào một bầu không khí càng ngột ngạt hơn. À, bà Liên tươi cười chào đón Hương, nhưng ánh mắt thì đầy sự sắc bén như thể đang phân tích từng cử chỉ từng lời nói của cô. Trong lúc Hương đang lúng túng pha trà, bà Liên bỗng lên tiếng, không che giấu sự châm trọng. Em dâu à, dạo này chắc bận rộn lắm nhỉ? Nhà cửa, chồng con đều phải lo. Có chắc là em lo nổi không? Phụ nữ mà không biết giữ gia đình thì dễ mất chồng lắm đấy. Hương khựng lại, đôi tay cầm tách trà hơi run. Cô ngẩng lên, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Em cảm thấy mình có thể lo được mọi chuyện. Chị đừng lo. Nhưng bà Liên chỉ khẽ cười, tiếp tục nói như không hề nghe thấy lời Hương. Phải học từ mẹ chồng em đấy. Bà Nhàn thì quá giỏi, biết cách giữ chồng, giữ con, giữ cả nhà cửa. Người như thế mới khiến cả gia đình đoàn kết được. Chứ không thì khó lắm. Hương siết chặt tay, cố gắng giữ mình không bật ra lời cay đắng. Cô hiểu hiểu rõ điều gì đang diễn ra sự ghen ghét và và đố kỵ từ những người phụ nữ này. Không đơn giản là sự khác biệt về quan điểm sống, mà là sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa các thế hệ. Những người phụ nữ lớn tuổi như bà Nhàn và bà Liên đã quen với việc nắm quyền kiểm soát và không muốn buông bỏ. Trở về nhà sau cuộc gặp với bà Liên, Hương cảm thấy như bị hút cạn sức lực. Cô ngồi xuống ghế, nhìn quanh ngôi nhà của mình mà giờ đây đã trở nên xa lạ. Bà Nhàn bước ra từ bếp, nhìn Hương với ánh mắt hờ hững nhưng không cần phải nói ra, Hương biết rằng bà hiểu hết những gì đang xảy ra. "Mọi chuyện ổn chứ, con?" Bà Nhàn hỏi, giọng đầy ẩn ý. Hương nhìn bà, đôi mắt chứa đầy sự tổn thương và kiệt quệ không mẹ không hề ổn hương đáp giọng khẽ nhưng quyết đoán con đã cố gắng nhưng con không thể sống mãi dưới bóng của mẹ và dưới ánh mắt khinh miệt của những người khác bà nhàn nhếch môi cửa nhạt không hề giấu đi sự tự mãn của mình con phải học cách thích nghi hương à đây là gia đình này và con phải làm quen với việc sống theo cách của nó chứ không phải theo cách của con Câu nói ấy như giọt nước tràn ly. Hương cảm thấy mình đã đi đến giới hạn, không còn là sự hy sinh lặng thầm nữa mà là cuộc chiến để giành lại quyền làm chủ cuộc đời mình. Trong đầu cô bắt đầu hình thành một kế hoạch mới, một cuộc đối đầu quyết định hơn bao giờ hết. Trong bầu không khí tĩnh lặng của đêm, tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng trong phòng khách, khiến mọi thứ dường như chậm lại. Hương ngồi trên ghế, tay nắm chặt lấy chiếc khăn nhỏ hải trở về nhà muộn như thường lệ bước chân anh nặng nề dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc nhưng lần này hương không thể chờ thêm nữa cô đã giam giữ những cảm xúc này quá lâu cô hít một hơi sâu ánh mắt nhìn về phía hải với quyết tâm hải chúng ta cần phải nói chuyện anh nhìn cô thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện trong mắt anh có chút bối rối có lẽ anh nhận ra rằng điều này không phải là một cuộc trò chuyện bình thường "Chuyện gì vậy em?" Hải hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng. Hương nhìn anh chăm chú, cố gắng kiềm chế sự rung động trong giọng nói của mình, nhưng nỗi đau đớn và mệt mỏi tích tụ lâu ngày không thể giấu đi được. "Anh có biết rằng em đã cảm thấy như thế nào trong suốt thời gian qua không?" Hương mở lời, đôi mắt cô đẫm lệ nhưng vẫn cố giữ sự kiên định. "Em đã cố gắng hết sức để trở thành một người vợ tốt, một người con dâu tốt." nhưng anh, anh luôn nghe theo mẹ mà không hề tin em." Hải im lặng. Hương có thể thấy ánh mắt của anh bắt đầu dao động, nhưng anh vẫn chưa nói lời nào. Không còn chỗ cho sự im lặng nữa, Hương tiếp tục. Lần này giọng cô vang lên đầy cảm xúc bị kìm nén bấy lâu. "Anh có hiểu cảm giác của em không? Cảm giác bị coi thường, bị phớt lờ, như thể em chỉ là người ngoài trong chính ngôi nhà này. Em đã cố gắng hết sức, nhưng dường như mọi thứ em làm đều không bao giờ vừa lòng mẹ." Anh luôn đứng về phía bà mà không hề hỏi em một câu. Hải khẽ thở dài, cúi đầu xuống. Anh đã nghe nhiều lời phàn nàn từ mẹ mình về Hương, nhưng anh chưa bao giờ thực sự hỏi Hương về cảm nhận của cô. "Hương, mẹ chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi, bà lo lắng, muốn giúp đỡ." Hải nói, nhưng lời nói của anh nhanh chóng bị Hương ngắt lời. "Không Hải, anh không hiểu rồi." Cô gần như bật khóc nhưng giọng nói trở nên cứng rắn. Mẹ không muốn giúp đỡ chúng ta. Bà ấy muốn kiểm soát mọi thứ, đặc biệt là anh. Bà ấy không bao giờ chấp nhận em, không coi em là một phần của gia đình này. Câu nói của Hương vang vọng trong không gian im mắng. Hải khựng lại, anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này theo cách mà Hương đang nói. Những lời nói của cô dường như làm anh choáng váng. Anh nhìn thẳng vào mắt vợ mình. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh thực sự nhìn thấy nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu. Anh, anh xin lỗi Hương. Hải nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng nhưng đầy mâu thuẫn. Anh không biết mọi chuyện đã đi xa như vậy. Hương im lặng, nhưng trong lòng cô dâng trào những cảm xúc hỗn độn. Cô muốn tin lời xin lỗi của Hải, nhưng không thể phủ nhận rằng từ lâu cô đã cảm thấy mình đơn độc trong cuộc hôn nhân này. Anh có biết không, mỗi lần mẹ anh nói những lời tưởng chừng như lo lắng cho em, bà thực sự đang chỉ trích, làm em cảm thấy mình bất tài. Mẹ anh luôn cố tình làm em cảm thấy rằng em không đủ tốt cho anh rằng em không bao giờ có thể bằng lòng với những gì em làm được hải lặng lẽ ngồi đó anh bắt đầu nhận ra những điều mà trước đây anh không hề thấy mẹ anh người phụ nữ mà anh luôn tôn kính dường như không hề vô hại như anh vẫn nghĩ anh chưa bao giờ nghĩ như vậy hải thở dài nhìn hương với đôi mắt hối lỗi vấn đề là anh chưa bao giờ nghĩ hải anh chưa bao giờ đặt câu hỏi về những gì mẹ làm anh để mẹ kiểm soát tất cả và em phải chịu đựng sự dằn vặt đó một mình Hương tiếp tục, giọng cô không còn run rẩy nữa, mà thay vào đó là sự kiên định. Em yêu anh, Hải, nhưng em không thể sống trong một cuộc hôn nhân mà em phải đấu tranh với mẹ chồng để giành lấy tình yêu của chồng mình. Em không thể tiếp tục như thế này. Em cần anh đứng về phía em. Hải nhìn vợ, sự mệt mỏi trong mắt anh giờ được thay thế bằng sự quyết tâm. Lần đầu tiên, anh nhận ra mình cần phải đưa ra một quyết định. Anh không thể tiếp tục đứng giữa mẹ và vợ không thể để họ tiếp tục tổn thương lẫn nhau hương anh sẽ nói chuyện với mẹ anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em và gia đình chúng ta hải nói giọng anh trùng xuống nhưng đầy chắc chắn hương khẽ gật đầu trái tim cô vẫn còn đau nhưng ít nhất lần đầu tiên sau bao ngày cô thấy một tia hy vọng trong mắt chồng mình nhưng liệu hải có thực sự thay đổi hay những lời hứa này chỉ là nhất thời câu trả lời vẫn còn là một ẩn số trong tương lai những ngày sau cuộc trò chuyện với Hải, Hương dần nhận ra rằng lời hứa của anh không đủ mạnh mẽ để thay đổi thực tế. Phũ phàng. dù Hải đã xin lỗi và hứa sẽ đứng về phía cô, nhưng sâu thẳm trong lòng, Hương biết rằng bà Nhàn sẽ không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát, và nếu Hải vẫn mãi đứng giữa không dứt khoát thì cuộc hôn nhân này sẽ chỉ là một sự giam cầm tinh thần. Một buổi tối, Hương ngồi một mình trong phòng, nhìn chiếc vali nhỏ đặt bên cạnh giường cô biết mình cần phải đưa ra quyết định cuối cùng tâm lý của cô đã chuẩn bị cho bước đi này nhưng nỗi đau trong lòng vẫn nặng trĩu cô nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc ban đầu với hải nhưng dần nhận ra rằng hạnh phúc ấy chỉ là ảo ảnh bị che phủ bởi sự áp đặt của bà nhàn nếu nếu tiếp tục ở lại cô sẽ mãi mãi bị cuốn vào vòng xoáy của sự ganh ghét và đố kỵ sáng hôm sau khi căn nhà còn chìm trong yên tĩnh hương quyết định đối diện trực tiếp với bà nhàn Cô đã sống quá lâu trong sự sợ hãi và nhún nhường, giờ là lúc cô phải nói ra những gì mình cảm thấy dù biết rằng điều đó có thể dẫn đến sự tan vỡ. Hương bước vào phòng khách, nơi bà Nhàn đang ngồi uống trà. Lần này cô không còn cảm giác lo lắng như trước đây. Cô đã sẵn sàng. "Mẹ à, con có chuyện muốn nói." Giọng Hương trầm tĩnh nhưng chứa đầy quyết tâm. Bà Nhàn ngước lên, đôi mắt sắc bén nhìn cô từ đầu đến chân. Bà đặt tách trà xuống bàn nhưng không đáp lại cô biết bà đang chờ đợi những lời giải thích hương ngồi xuống đối diện với bà nhàn cô hít một hơi sâu trước khi nói con sẽ rời đi con biết rằng từ khi con bước chân vào gia đình này mẹ đã không bao giờ thật sự chấp nhận con và con không còn đủ sức để chiến đấu nữa bà nhàn nhìn hương đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc sau một lúc im lặng bà mỉm cười nhạt giọng bà chậm rãi nhưng đầy ẩn ý cuối cùng con cũng đã hiểu ra đây là nơi của mẹ và Hải, con chưa bao giờ có chỗ đứng ở đây. Những lời của bà nhàn sắc bén như những mũi dao, nhưng lần này chúng không còn tác động đến Hương như trước. Cô đã nghe quá nhiều những lời lẽ như vậy từ bà và giờ cô không còn cảm thấy đau đớn hay bất ngờ nữa. Thay vào đó, cô chỉ cảm thấy trống rỗng. "Cảm ơn mẹ đã thẳng thắn." Hương nói, giọng điềm tĩnh. "Con cũng đã hiểu rằng không có điều gì con làm có thể khiến mẹ thay đổi, nhưng ít nhất con đã cố gắng." bà nhàn nhún vai ánh mắt bà dường như tỏ ra thỏa mãn khi thấy hương từ bỏ cuộc chiến với bà đây chỉ là một trò chơi mà bà luôn là người chiến thắng con nghĩ mẹ không đủ thông minh để nhận ra điều đó sao mẹ biết rõ con muốn gì ngay từ đầu nhưng trong ngôi nhà này con không bao giờ có thể thay đổi được bất cứ điều gì hương im lặng nhưng trái tim cô thắt lại cô biết bà nhàn sẽ không bao giờ nhượng bộ và hơn hết, cô biết rằng nếu tiếp tục ở lại, cô sẽ không bao giờ có được cuộc sống tự do mà cô khao khát. Không nói thêm một lời nào, Hương đứng dậy. Ánh mắt cô gặp bà Nhàn lần cuối cùng trước khi quay lưng. Bà Nhàn vẫn ngồi yên, đôi mắt khép hờ như thể đã chắc chắn về chiến thắng của mình. Nhưng lần này, Hương không để bài ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nữa. Cô đã quyết định. Khi Hương bước ra khỏi nhà, trời đã bắt đầu sáng. Cô bước từng bước chậm rãi, lòng nặng trĩu nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào cô biết rằng đây là bước đi đúng đắn cô không thể tiếp tục sống trong cái bóng quá lớn của bà nhàn trong một cuộc hôn nhân mà cô không còn thấy hy vọng hải không có ở nhà khi hương rời đi cô cũng không để lại bất kỳ lời nhắn nào cho anh trong lòng cô cô hy vọng anh sẽ hiểu được lý do tại sao cô phải ra đi nhưng cô cũng biết rằng nếu hải không thể tự mình thoát khỏi vòng tay của mẹ thì tình yêu giữa họ cũng chỉ là vô vọng Cô bước ra khỏi cánh cổng, cảm nhận hơi gió mát lạnh thổi qua gương mặt. Dù tương lai phía trước vẫn còn mờ mịt nhưng Hương biết rằng cô đã chọn con đường đúng cho mình, một con đường tự do, không bị ràng buộc bởi sự ganh ghét, đố kỵ và sự kiểm soát mà bà nhàn đã cố áp đặt lên cô. Cô bước đi, để lại tất cả phía sau. Vài tuần sau khi Hương rời đi, cuộc sống của Hải trở nên trống vắng lạ thường. Căn nhà giờ đây thiếu hẳn sự ấm áp thiếu tiếng cười và sự hiện diện của người vợ mà anh từng yêu thương. Ban đầu, Hải không nghĩ rằng sự ra đi của Hương sẽ tác động sâu sắc đến mình như vậy, nhưng từng ngày trôi qua, nỗi trống trải càng lớn dần. Mỗi khi anh trở về nhà, bà nhàn vẫn ở đó, lo lắng chăm sóc anh như mọi khi. Nhưng bây giờ, những cử chỉ đó không còn mang lại sự an ủi cho Hải nữa. Ngược lại, chúng chỉ khiến anh càng nhớ đến Hương, nhớ đến những khoảnh khắc mà họ từng chia sẻ. Mọi thứ trở nên mờ nhạt và vô nghĩa. Trong thâm tâm, anh biết rằng sự trống vắng này không chỉ đến từ việc mất đi người vợ mà còn từ việc nhận ra rằng anh đã quá mù quáng để nhận ra điều gì thực sự quan trọng. Một buổi tối, sau một ngày làm việc dài, Hải về nhà và thấy bà nhàn ngồi ở bàn ăn như mọi khi. Bà mỉm cười khi thấy anh bước vào, nhưng nụ cười đó giờ không còn làm anh cảm thấy thoải mái như trước. Hải ngồi xuống đối diện mẹ nhưng không nói lời nào căn nhà im lặng đến ngột ngạt. Mẹ đã nấu món canh cá mà con thích. Ăn đi, kẹo nguội. Bà nhàn nhẹ nhàng nói, đẩy bát canh về phía hải. Anh nhìn bát canh nhưng không động đậy. Đôi mắt anh dường như chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, khác hẳn với sự hờ hững thường ngày. Cuối cùng, anh thở dài, giọng nói trầm xuống. Mẹ à, con muốn nói chuyện. Bà nhàn dừng tay, ngạc nhiên nhìn con trai. Hải hiếm khi chủ động nói chuyện như vậy, nhất là từ khi Hương rời đi bà im lặng chờ đợi đôi mắt dò xét mẹ có bao giờ nghĩ rằng những gì mẹ làm đã khiến hương phải rời xa con không giọng hải thoáng run, nhưng anh cố giữ bình tĩnh sự im lặng kéo dài một lúc lâu trước khi bà nhàn đáp lại giọng bà điềm tĩnh nhưng lạnh lùng hương không phù hợp với con hải mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi con không thấy à cô ấy không đủ mạnh mẽ để ở lại trong gia đình này nếu cô ấy yêu con thực sự cô ấy sẽ không bỏ đi dễ dàng như thế Hải nhìn thẳng vào mẹ, đôi mắt anh ánh lên sự thất vọng. "Không, mẹ. Cô ấy không bỏ đi vì cô ấy không yêu con. Cô ấy rời xa con vì cô ấy không thể chịu đựng nổi sự kiểm soát của mẹ. Cô ấy đã cố gắng mẹ à, cô ấy đã cố gắng rất nhiều, nhưng con con đã không đứng về phía cô ấy." Lần đầu tiên, bà Nhàn thoáng bất ngờ. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng Hải sẽ có thái độ như vậy. Bà luôn nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ, kể cả con trai nhưng bây giờ sự phản ứng của hải khiến bà phải nhìn lại con đừng để cảm xúc lấn át mẹ chỉ làm những điều mà bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ làm để bảo vệ con bà nhà nói giọng bà bỗng chốc trở nên cứng rắn hơn hải lắc đầu giọng anh trầm nhưng kiên định đó không phải là bảo vệ mẹ đó là kiểm soát mẹ đã không cho chúng con cơ hội sống cuộc sống của chính mình mẹ đã biến con thành người phải chọn giữa mẹ và vợ mình và con đã chọn sai Bà nhàn ngồi im, đôi mắt bà thoáng lướt qua sự bối rối, nhưng bà không dễ dàng nhận sai. Bà vẫn giữ tư tưởng rằng mình làm tất cả chỉ vì yêu con. Cô ta đã làm gì cho con Hải? Cô ta chỉ biết làm cho con khổ sở, phải chịu đựng. Hải đứng dậy bước một bước về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Giọng anh trở nên nhẹ nhàng nhưng không kém phần đau đớn. Mẹ có biết rằng kể từ khi Hương rời đi con mới bắt đầu cảm nhận được thực sự mất mát là gì không? Mất mát không chỉ là mất đi người vợ Mất mát là nhận ra rằng con đã mất đi người mình yêu thương và cũng mất cả niềm tin vào chính bản thân mình. Bà Nhàn im lặng, lần đầu tiên bà không có câu trả lời. Hải quay lại nhìn mẹ mình. Đôi mắt anh hiện rõ sự mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. "Mẹ à, con sẽ đi tìm Hương, con không thể tiếp tục sống như thế này nữa, con cần phải sửa sai trước khi quá muộn." Bà Nhàn ngồi bất động, môi bà mím chặt nhưng đôi mắt lại thể hiện sự mất mát mà bà chưa từng trải qua. Hải bước qua bà mà không nhìn lại, và lần này bà không còn ngăn cản anh nữa. Khi Hải bước ra khỏi căn nhà, cảm giác nặng nề trong lòng dường như vơi bớt. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình đang làm điều đúng đắn. Anh biết con đường để tìm lại Hương không hề dễ dàng, nhưng anh sẵn sàng đối mặt với tất cả những khó khăn đó, vì anh hiểu rằng nếu anh không đấu tranh cho tình yêu của mình, anh sẽ mãi mãi sống trong sự trống rỗng và hối tiếc. Hai bước đi trong ánh hoàng hôn dần tắt, để lại căn nhà phía sau, những ký ức về sự ganh ghét, đố kỵ và ích kỷ vẫn còn đó. Nhưng anh biết rằng chỉ có sự dũng cảm đối diện với sự thật mới có thể giải thoát cho anh khỏi cơn bão tinh thần mà anh đã tự nhấn chìm bản thân, và lần này, anh sẽ không để mất Hương lần nữa. Khi Hương quyết định rời khỏi ngôi nhà của bà nhàn, cô không thể chịu đựng thêm được nữa mỗi bước đi cô cảm nhận rõ sự nặng nề của những kỷ niệm đã qua những niềm vui từng có giờ đây trở thành nỗi buồn sâu thẳm cô đã kiên nhẫn đến cuối cùng nhưng lòng tự trọng và hạnh phúc của cô không thể bị chà đạp thêm cánh cửa khép lại sau lưng cô như một dấu chấm hết cho những ngày tháng chịu đựng trong khi đó hải sau khi trở về nhà cảm thấy không gian quanh mình trống rỗng và lặng lẽ đến đáng sợ nhìn vào bữa tối đã nguội lạnh anh bỗng cảm thấy sự vắng mặt của Hương đột ngột, như một cơn gió thổi qua căn nhà, mang theo cả niềm vui lẫn những kỷ niệm ngọt ngào. Hình ảnh Hương trong chiếc áo ngủ màu hồng với mái tóc dài xõa xuống vai, làm anh nhớ đến những buổi tối họ cùng nhau trò chuyện và cười đùa. Nhưng khi anh nhớ lại những cuộc cãi vã, những ánh mắt lạnh nhạt giữa Hương và mẹ mình, một cảm giác chăn trở dâng lên trong lòng. Anh bước đến chiếc ghế sofa, ngồi xuống và ôm lấy đầu gối, Suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, hơn bao giờ hết, Hải nhận ra rằng anh không thể tiếp tục sống trong sự giả dối nữa. Anh đã để mẹ mình kiểm soát cuộc sống của mình quá lâu mà không nhận ra rằng sự lo lắng của bà không phải là tình yêu mà là sự ích kỷ và nỗi sợ mất kiểm soát. Bây giờ, anh biết mình phải thay đổi. Quyết tâm tìm ra giải pháp hòa hợp cho cả hai, Hải lấy điện thoại gọi cho Hương. Cô không trả lời, anh để lại một tin nhắn: Em yêu anh biết anh đã sai anh hiểu rằng em đang phải chịu đựng xin em hãy cho anh một cơ hội để nói chuyện hương nhận được tin nhắn nhưng không phản hồi cô biết mình cần thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ về quyết định của mình cô đã rời khỏi ngôi nhà ấy nhưng vẫn chưa biết tương lai của mình sẽ đi về đâu sáng hôm sau hải quyết định đến nơi hương đang ở trọ anh gõ cửa tim đập rộn ràng khi thấy cô mở cửa hương vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng trong đôi mắt cô anh nhìn thấy nỗi buồn và sự tổn thương Hải em không nghĩ anh sẽ đến đây hương nói giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy ngần ngại anh xin lỗi vì đã để mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của chúng ta anh đã sai khi không đứng về phía em mẹ anh không thể tiếp tục kiểm soát cuộc sống của chúng ta hải thành thật hương nhìn anh không biết có nên tin hay không em đã cố gắng hết sức để làm hài lòng cả hai người nhưng em không thể sống như vậy mãi cô nói giọng đầy kiềm chế mẹ anh bà ấy không bao giờ chấp nhận em nhưng em đã làm gì sai em chỉ muốn là một người vợ tốt hải đáp ánh mắt anh đã bắt đầu ánh lên sự hiểu biết mẹ anh đã sai khi làm cho em cảm thấy như vậy anh cần phải nói chuyện với mẹ để giải quyết vấn đề này hương hơi bất ngờ cô chưa từng nghĩ hải sẽ sẵn sàng đối đầu với mẹ mình cô nhìn sâu vào mắt anh tìm kiếm sự chân thành trong lời nói của chồng hải nếu anh thực sự muốn giải quyết vấn đề này em sẽ trở về nhưng em cần anh chứng minh điều đó hương đáp giọng nói đã vững vàng hơn em không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa em hãy tin anh hương anh sẽ nói chuyện với mẹ và giải thích cho bà hiểu rằng tình yêu của chúng ta quan trọng hậu hơn tất cả anh không thể mất em không thể để mẹ giữ anh xa rời em hãy kiên quyết được rồi hương nói đôi mắt cô ánh lên hy vọng nhưng cũng không thiếu nghi ngờ nhưng anh phải nhớ nếu một lần nữa em cảm thấy bị đẩy ra ngoài em sẽ không ở lại thêm nữa anh hiểu, Hải nói, cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của Hương. Hãy cho anh một cơ hội để làm mọi thứ đúng đắn. Hải rời khỏi căn hộ của Hương với cảm giác tràn đầy quyết tâm. Anh biết rằng cuộc nói chuyện với mẹ mình sẽ không dễ dàng, nhưng anh cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Khi về đến nhà, anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho cuộc đối mặt. Mẹ! Hải gọi, bước vào phòng khách nơi bà nhà đang ngồi đọc sách bà nhàn ngẩng lên ánh mắt bà thoáng hiện sự ngạc nhiên khi thấy con trai có vẻ căng thẳng có chuyện gì vậy hải con nhìn như sắp nói điều gì nghiêm trọng bà nói giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi sự lo lắng mẹ chúng ta cần phải nói chuyện về hương hải bắt đầu không vòng vo con biết mẹ không thích cô ấy nhưng con yêu hương và con không thể sống mà không có cô ấy bên cạnh bà nhàn nhíu mày giọng bà bắt đầu trở nên cứng rắn hải mẹ đã nói với con nhiều lần rồi cô ấy không phù hợp với con con sẽ hối hận khi chọn cô ấy mẹ không hiểu hải cắt ngang hương đã cố gắng để hòa hợp với mẹ cô ấy đã làm hết sức mình để trở thành một người con dâu tốt nhưng mẹ chỉ nhìn thấy những điều không đúng của cô ấy mà thôi con đang bênh vực cô ấy bà nhàn phản ứng giọng bà có phần tức giận mẹ chỉ muốn bảo vệ con khỏi những điều tồi tệ mẹ ơi sự bảo vệ của mẹ đã trở thành giam cầm con không thể sống như vậy nữa hải thốt lên cảm xúc dâng trào con cần phải tự mình quyết định hạnh phúc của mình hãy cho hương một cơ hội bà nhàn ngồi im lặng gương mặt bà bắt đầu có sự chuyển biến dù không muốn thừa nhận nhưng sâu bên trong bà cũng thấy lo lắng cho hạnh phúc của con trai hải nếu con nghĩ rằng việc này là đúng thì hãy cho mẹ thời gian để hiểu nhưng nếu hương làm con khổ mẹ sẽ không đứng nhìn con sẽ không để điều đó xảy ra con sẽ bảo vệ hạnh phúc của chúng con Hải khẳng định. Sau cuộc đối thoại căng thẳng, Hải trở về nhà, lòng anh nhẹ nhõm hơn. Dù không biết chắc chắn rằng mẹ mình sẽ chấp nhận Hương, nhưng ít nhất anh đã dám đứng lên bảo vệ tình yêu của mình. Anh gửi tin nhắn cho Hương, mẹ đã đồng ý sẽ thử hiểu em. Anh sẽ làm mọi thứ để chúng ta có thể quay về bên nhau. Anh yêu em. Hương đọc tin nhắn, trái tim cô dâng lên hy vọng, nhưng vẫn còn một chút lo lắng. Cô biết rằng mọi thứ không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng ít nhất bây giờ cả hai đều đã quyết tâm tìm ra giải pháp hòa hợp cho tình yêu của mình. Khi cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã bắt đầu sáng lên, như thể ánh nắng đang báo hiệu một khởi đầu mới. Cô hy vọng rằng những nỗ lực này sẽ mang lại hạnh phúc mà cô luôn mong muốn. Cả hai cùng trở về nhà, và không khí trong nhà dường như ngưng động. Hải dẫn Hương vào nhà nơi bà Nhàn đang ngồi xem TV. Âm thanh từ màn hình lấn át không khí tĩnh lặng, nhưng sự hiện diện của Hương lập tức thu hút sự chú ý của bà. Bà không hề tỏ ra bất ngờ khi thấy Hương, nhưng nét mặt bà vẫn lạnh lùng, như thể chờ đợi một cuộc chiến. Hải quyết định không để tình huống diễn ra như những lần trước. Mẹ, chúng ta cần nói chuyện. Hải bắt đầu, giọng anh chắc chắn. Về Hương, về gia đình của chúng ta. Bà nhàn nhìn con trai với vẻ nghi ngờ, ánh mắt bà sắc lạnh như dao. Có gì mà nói chứ, hương chỉ là một cô gái không đủ khả năng quản lý gia đình bà đáp lại giọng điệu vẫn mang tính công kích như thể bà đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mẹ mẹ không thể cứ liên tục châm chọc hương như vậy con đã nhận ra rằng mẹ luôn xem con như một đứa trẻ không cho con cơ hội trưởng thành hải nói giọng kiên quyết anh cảm thấy một sức mạnh trỗi dậy từ bên trong như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu mẹ chỉ muốn tốt cho con Bà nhàn phản kháng, về mặt bà anh lại, nhưng trong ánh mắt ấy, Hải thấy một chút lưỡng lự. Nhưng mẹ đang làm tổn thương con và Hương. Mẹ đã ép chúng con phải sống theo cách của mẹ mà không nghĩ đến cảm giác của chúng con. Hải đáp, và anh không thể kiềm chế được sự tức giận đang dâng trào trong lòng. Hương đứng bên cạnh, cảm giác như bức tường đang tan ra trước mắt mình. Cô nhìn Hải, và sự kiên cường trong anh làm cô cảm thấy ấm lòng. Thấy con trai cương quyết như vậy, bà nhàn có vẻ chùn bước, nhưng sự kiêu hãnh trong bà vẫn còn đó mẹ chỉ lo cho con mẹ không muốn con phải đau khổ bà nhẹ nhàng hơn nhưng giọng điệu vẫn chưa hoàn toàn đồng ý bà bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm trong việc giữ chặt con trai quá mức con hiểu nhưng mẹ không thể lo lắng mãi cho con con cần tự mình có những quyết định hương là vợ con không phải một người con dâu không được yêu thương hãy nói giọng kiên quyết hơn bao giờ hết anh nhìn thẳng vào mắt mẹ vào mắt mẹ như thể muốn thuyết phục chấp nhận. Hương cảm thấy sự ấm áp từ lời nói của Hải nhưng vẫn chưa thể lường trước phản ứng của bà Nhàn. Cô đứng lặng lẽ, hồi hộp chờ đợi. Bà Nhàn im lặng, đôi mắt thoáng lên sự đấu tranh nội tâm. Có lẽ bà đang phải đối mặt với thực tế mà bà không muốn nhìn nhận. Hương, bà bắt đầu, lời nói như ngập ngừng. Mẹ xin lỗi nếu mẹ đã không đối xử tốt với con. Giọng bà đã hạ xuống và lần đầu tiên trong đời, Hương nghe thấy sự mềm yếu từ mẹ chồng, mẹ chỉ muốn bảo vệ con trai mình. Hương thở phào, sự cảm thông trong cô dâng lên như sóng biển. Con chỉ muốn được làm vợ, được sống trong một gia đình đầy tình yêu thương. Nếu mẹ cho con một cơ hội, con sẽ chứng minh rằng con xứng đáng, cô nói, sự chân thành từ trái tim tràn ra trong từng lời nói. Cô nhìn thẳng vào mắt bà nhàn, không còn e ngại hay sợ hãi. Bà nhàn thở dài, nét mặt bà dường như đã mềm lại một chút. Mẹ không biết làm thế nào để chấp nhận một người như con, bà nói. Giọng bà lộ vẻ mệt mỏi. Mẹ đã quá quen với việc kiểm soát mọi thứ. Mẹ không cần phải kiểm soát mọi thứ. Hải lên tiếng, quyết tâm thể hiện rằng mọi thứ cần phải thay đổi. Mẹ có thể tin tưởng con. Hãy cho con và Hương một cơ hội để cùng nhau xây dựng một gia đình. Bà nhàn nhìn con trai, trong lòng bà dấy lên những cảm xúc phức tạp. Bà yêu Hải, nhưng sự lo lắng về tương lai của con trai khiến bà không thể dễ dàng buông bỏ mẹ sợ rằng con sẽ hối hận bà thừa nhận giọng nói đầy tâm sự con không hối hận hải nói giọng anh kiên định con sẽ không để mẹ cướp đi hạnh phúc của con một lần nữa hương là lựa chọn của con một khoảng lặng bao trùm không gian như thể mọi thứ đang dừng lại để chờ đợi quyết định cuối cùng bà nhàn trước ánh mắt kiên quyết của hải và sự chân thành của hương từ từ hạ giọng nếu con thực sự yêu hương mẹ sẽ cố gắng để hiểu con bé nhưng mẹ cũng cần thời gian Hương cảm thấy lòng mình nở rộ như hoa trong ánh nắng sớm. Con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng, con sẽ cố gắng để chứng minh rằng con có thể là một phần trong gia đình này, cô nói với một nụ cười nhẹ nhưng đầy hy vọng. Bà Nhàn nhìn hai người, lòng bà dậy lên những cảm xúc mà bà đã dồn nén bấy lâu. Có lẽ sự chấp nhận không phải là một kết thúc mà là một khởi đầu mới. Thôi được, mẹ sẽ cố gắng, bà nói, dù không thể hiện nhiều nhưng ít nhất sự đồng ý của bà cũng là một bước tiến. Hải và Hương nhìn nhau, sự hiểu biết và hy vọng lấp đầy khoảng cách giữa họ. Họ biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất giờ đây họ đã có cơ hội để bắt đầu đầu lại để xây dựng một gia đình thực sự. Hải, Hương và bà Nhàn ngồi lại cùng nhau, bầu không khí có vẻ ấm cúng hơn trước. Họ đã quyết định phải đối mặt với nhau một cách chân thành để hàn gắn mọi dạn nước. Hải nhìn Hương rồi quay sang mẹ mình. Mẹ, con nghĩ đây là lúc để chúng ta nói về những điều mà chúng ta đã né tránh quá lâu hải bắt đầu giọng anh đầy quyết tâm bà nhàn nhìn con trai với ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng đầy lo lắng con muốn nói gì bà hỏi sự phòng thủ vẫn còn hiện hữu trong cách bà cất lợi con không chỉ muốn nói về hương mà còn về chính mình mẹ đã kiểm soát cuộc sống của con quá lâu và con không thể chấp nhận điều đó nữa hải thẳng thắn con muốn có một gia đình hạnh phúc và điều đó không thể xảy ra nếu mẹ không chấp nhận Hương. Nhưng mẹ chỉ lo lắng cho con, bà Nhàn đáp, giọng bà nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn có vẻ bối rối. Con hiểu điều đó, mẹ, Hải nói, cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lòng bà. Nhưng sự lo lắng ấy đã khiến mẹ trở thành một bức tường ngăn cách giữa con và Hương. Mẹ có thể nói rõ về những lo lắng của mình không? Bà Nhàn thở dài, ánh mắt bà chuyển về phía Hương mẹ sợ hương không đủ khả năng chăm sóc con sợ rằng con sẽ bị tổn thương nếu mẹ không ở bên con không thể lớn lên mãi dưới sự kiểm soát của mẹ hải phản bác hương không chỉ là một cô gái mà mẹ thấy cô ấy là vợ con hẹn và con yêu cô ấy hãy cho cô ấy một cơ hội hương cảm thấy tim mình đập mạnh khi nghe hải nói cô quyết định lên tiếng bà nhàn con hiểu rằng bà lo lắng cho Hải, nhưng con cũng đã cố gắng rất nhiều để trở thành một người vợ tốt. Con mong bà hiểu và tin tưởng con." Bà Nhàn nhìn Hương với ánh mắt cảm thông. Mẹ đã từng rất khó khăn trong việc chấp nhận con, nhưng có lẽ mẹ đã sai và thừa nhận. Mẹ không nên đặt quá nhiều áp lực lên con và Hải." "Mẹ, mẹ không cần phải xin lỗi." Hương nói, giọng cô nhẹ nhàng. "Chúng ta đều đang học hỏi từ những sai lầm của mình." Nếu mẹ cho con cơ hội, con sẽ cố gắng để chứng minh rằng con có thể là một phần trong gia đình này. Hãy nhìn mẹ mình với hy vọng. Con muốn tất cả chúng ta cùng nhau xây dựng lại mối quan hệ này. Chúng ta có thể tạo ra một không gian nơi mà mọi người đều được lắng nghe và tôn trọng. Bà nhàn gật đầu, nhưng vẻ mặt bà vẫn có chút lo lắng. Mẹ sẽ cố gắng, mẹ sẽ tìm hiểu thêm về con và Hương, nhưng mẹ cũng cần con phải đứng về phía mẹ khi cần thiết. Con hứa hải đáp con sẽ làm điều đó nhưng mẹ cũng phải hứa sẽ không can thiệp vào mọi quyết định của con và hương được rồi bà nhàn đồng ý giọng bà đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều mẹ sẽ không can thiệp quá sâu nhưng con phải biết rằng mẹ luôn ở đây để hỗ trợ con hương nắm tay hải cảm nhận được sự thấu hiểu đang dần xuất hiện giữa ba người chúng ta có thể bắt đầu từ những thói quen nhỏ hương đề nghị mẹ có muốn cùng con nấu ăn không con biết mẹ thích làm món canh chua ánh mắt bà nhàn sáng lên mẹ rất thích nấu ăn bà trả lời đã từ lâu mẹ không nấu chung với ai mẹ có thể chỉ cho con cách làm món đó vậy thì tuyệt quá chúng ta có thể tổ chức bữa tối cùng nhau và con có thể làm món tráng miệng hải thêm vào nụ cười trên môi anh thể hiện sự phấn khởi con có ý định gì cho món tráng miệng bà nhàn hỏi trong ánh mắt bà hiện lên một chút tò mò con sẽ làm bánh flan mẹ nhớ không đó là món mà mẹ từng làm trong cho con khi còn nhỏ hải hồi tưởng mẹ nhớ chứ đó là món mà con thích nhất bà nhàn nói giọng bà dịu dàng hơn và hương cảm nhận được sự kết nối đang dần hình thành những cuộc trò chuyện không còn là những cuộc chiến ngầm mà trở thành những bài học quý giá cho cả ba nhờ sự cởi mở bà nhàn cũng nhận ra rằng mình đã để sự sợ hãi và ích kỷ chi phối hành động của mình bà bắt đầu tìm hiểu hương hơn cùng cô xây dựng những thói quen trong gia đình dần dần sự căng thẳng được xoa dịu tình cảm giữa họ dần khôi phục hải cũng chủ động dành thời gian cho hương giúp cô cảm thấy yêu thương và được trân trọng hơn mẹ không có ý gì xấu với con bà nhàn đã nói trong một bữa tối mẹ chỉ không biết cách thể hiện tình cảm đúng cách chúng ta có thể học hỏi cùng nhau hương đáp nụ cười trên môi tỏa ra sự ấm áp con luôn muốn có một gia đình mà tất cả đều có thể hiểu nhau cuối cùng Gia đình nhỏ của họ trở thành một tổ ấm thực sự nơi tình yêu và sự thấu hiểu nở rộ. Bà Nhàn trở thành một người mẹ chồng ủng hộ con dâu và Hương trở thành một người con dâu xứng đáng. Trong ngôi nhà ấy, họ đã học được cách xây dựng tình cảm qua những cuộc trò chuyện chân thành, từ đó tạo nên những kỷ niệm đẹp cho cả gia đình. Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Hương, Hải và bà Nhàn ngày càng khăng khít. Một buổi sáng, Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng ấm cúng, nơi Hương đang bế đứa con trai nhỏ trên tay. Bà Nhàn ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Mẹ ơi, nhìn con trai của chúng ta đẹp quá phải không?" Hương nói, đôi mắt cô rực rỡ. "Con không thể tin rằng mình đã trở thành mẹ." Bà Nhàn nở một nụ cười hạnh phúc. "Đúng rồi Hương, cháu giống hệt Hải lúc còn nhỏ. Mẹ cảm thấy tự hào về con và con trai của chúng ta." Bà nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của cháu trai cảm nhận được tình yêu thương mà bà dành cho cả hai cảm ơn mẹ mẹ đã giúp con rất nhiều trong thời gian này hương nói lòng cô dâng chào sự biết ơn nếu không có mẹ con sẽ không vượt qua được những ngày đầu làm mẹ mẹ chỉ muốn con và hải hạnh phúc mẹ rất vui khi thấy các con đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách bà nhàn trả lời giọng bà ngập tràn yêu thương con cũng cảm thấy như vậy chúng ta đã xây dựng lại được mối quan hệ và giờ đây gia đình mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hải vừa nói, vừa bước vào phòng với một chiếc bánh kem nhỏ trên tay. Chúc mừng sinh nhật đầu tiên của con trai. Anh cười rạng rỡ Mẹ ơi, chúng ta có nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho con không? Hương hỏi. Ánh mắt cô đầy mong đợi. Chắc chắn rồi. Mẹ có thể làm bánh sinh nhật và chúng ta sẽ mời hàng xóm đến tham gia. Bà nhàn đáp. Hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt bà. Đó sẽ là một ngày tuyệt vời. Hải nói, giọng anh đầy phấn khích chúng ta nên chuẩn bị một số trò chơi cho bọn trẻ con có ý tưởng nào không hương hỏi cảm thấy hào hứng chúng ta có thể tổ chức một cuộc thi vẽ tranh cho bọn trẻ ai vẽ đẹp nhất sẽ được nhận một món quà nhỏ từ ông bà hải đề xuất đôi mắt sáng lên ý tưởng tuyệt vời con sẽ chuẩn bị giấy vẽ và màu hương nhanh chóng đồng ý bà nhàn nhìn con dâu và con trai lòng bà ngập tràn sự ấm áp mẹ rất vui khi thấy các con cùng nhau chuẩn bị cho ngày sinh nhật của cháu điều này chứng tỏ rằng chúng ta đã trở thành một gia đình thực sự mẹ đúng hải đồng tình trước đây chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn nhưng giờ đây mọi thứ đã khác chúng ta cần giữ gìn tình cảm này đúng rồi hương nói thêm chúng ta đã học được cách lắng nghe và thấu hiểu nhau điều đó thật quan trọng mẹ sẽ làm mọi thứ có thể để tạo ra những kỷ niệm đẹp cho gia đình mình bà nhàn khẳng định giọng bà chắc chắn mẹ muốn cháu trai mình lớn lên trong một gia đình tràn đầy yêu thương buổi chiều hôm đó khi mọi người cùng nhau chuẩn bị cho bữa tiệc không khí tràn ngập tiếng cười hải cắm hoa hương chuẩn bị thức ăn còn bà nhàn thì nướng bánh họ cùng nhau trò chuyện chia sẻ những câu chuyện vui vẻ từ những ngày xưa cũ nhớ lần đầu tiên mẹ dạy con nấu ăn không hải cười con đã làm hỏng món canh chua và mẹ đã phải đổ hết đi mẹ không chỉ trách mắng con mà còn chỉ cho con cách làm lại từ đầu đó là một kỷ niệm tuyệt vời bà nhàn đáp đôi mắt bà long lanh và con đã trở thành một đầu bếp giỏi nhờ mẹ hải tự hào nói làm cho hương và bà nhàn đều cười khi bữa tiệc diễn ra họ chào đón bạn bè và hàng xóm đến chung vui tiếng cười và những trò chơi vang lên khắp nơi tạo nên một bầu không khí vui vẻ và thân mật đứa bé tròn một tuổi vui vẻ chơi đùa giữa vòng tay yêu thương của cha mẹ và bà nội mẹ cảm ơn mẹ đã đứng bên con trong suốt thời gian qua hải nói khi họ cùng nhau cắt bánh con không biết sẽ ra sao nếu không có mẹ và hương mẹ chỉ muốn thấy con hạnh phúc hải bà nhàn đáp giọng bà đầy cảm động mẹ rất tự hào về con và con cũng tự hào về gia đình mình hương nói ánh mắt cô tràn đầy tình cảm chúng ta đã vượt qua mọi thử thách và giờ đây chúng ta là một gia đình thực sự hải nắm tay hương nhìn về phía bà nhàn với nụ cười ấm áp chúng ta sẽ luôn bên nhau đúng không đúng vậy con trai chúng ta sẽ mãi là một gia đình bà nhà nói lòng bà tràn gặp hạnh phúc khi ánh đèn trong căn nhà dịu dàng chiếu sáng không gian ngập tràn tiếng cười và niềm vui họ biết rằng không còn chỗ cho sự ích kỷ hay ganh ghét nữa chỉ còn lại sự yêu thương tôn trọng và hạnh phúc họ đã học được cách lắng nghe và thấu hiểu nhau từ đó trở thành một gia đình thực sự cùng nhau xây dựng những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống